Russia ban bắt bóng tới hiện chiếc 300 nẹ nơi Ukraine. Môn trái cao bị chết ông Clay ban ở dưới thái, tới hiện Russia chiếc 300 nẹ ban slap nâng rộng rộng bố nơi khăn ông chùm lúa chùm mùi nâng Ukraine, đòi tới hiện rộng mơn nẹ tiết ban bắt bóng chào. Dùng tờ tam kê hạ tùm bố UK Defense Journal ban chọc sai cao bị thay tỷ đập rám khai vật chất cả thái, nơi khăn ông chùm lúa rộng với Russia nâng Ukraine, ban thua dô thiên Russia bởi hẹt 300 pi bồn nẹ slap ở rộng rộng bố, nâng tới hiện Russia rộng mơn nẹ tiết ban bắt bóng chào chập tăng bị cả chập đam nơi sừng kìm. រីអេរ៉ុតពីដៃរុស្ស៊ីជាង 7,370 ត្រូវបានបំផ្លាញចំណែកអេរ៉ុតក្រាស់ប្រយុទ្ធសំខាន់ជាង 2,320 ឈុតសប្រាំត្រូវបានបាត់បង់រួមជាមួយនឹងយន្តហោះ 92គ្រឿងបានធ្លាក់ក៏ដូចជាអូថមភេកជ្ជៈ133ប្រភេទគ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញយានជំនិះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន 316គ្រឿងបានលិចឬខូចខាតនិងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរុស្ស៊ីជាង 1,700នៃគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានបំផ្លាញទាំងអស់ លោកเจมส์ហ៊ីភីរដ្ឋលេខាទទួលបន្ទុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីប្រហែល300,000ពីពលអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសហើយរាប់ម៉ឺនអ្នកបានបោះបង់ចោលចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមលោកเจมส์ហ៊ីភីបានបន្តទៀតថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជនមួយចំនួននិងអង្គភាពស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីពង្រឹងនៅកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមជា
sắp xay vì cả bắt bóng chỉ vật dô thiết ở bậc luôn nè. Tôi chưa nhận là cổ đáo dùng nó tạm cổ xuống cả phía chứa rủ xí bán dây cả phía đám chân nằm một tháng. Tại hình rủ xí chiếng phà môi bọn nẹ bán sạp nơi không chung lô chứa môi nâng Ukraine. Ở rì ai cổ xuống cả phía chứa ông khlếp bán dây cả phía khác cùng phẹt tháng. Tại hình rủ xí bỏ hạt buôn mơn tớ phà môi mơn nẹ trở bán sạp nơi không chung lô chứa môi Ukraine. Bởi dùng tạm ai cả xa lệ thali bị phía nghe sớp cả sầm ngạc dô thi Amerik có bán bằng hàng tiệt tháng. Trong nôn tại hình rủ xí đã trở bán sạp nơi không chung lô chứa môi Ukraine. Cứ bay mơn phàm bọn nẹ tớ buôn mơn bay bọn nẹ phòng đài.